Và bây giờ xin mời hai cô gái bước vào phòng. Đó, trời ơi, bình rịnh, bình rịnh. Chưa đâu. Ra vẻ là trời, anh Nghĩa ơi, em nhốt đây luôn giùm em nha. Nhốt đây luôn giùm em nha. Thôi dạ dạ. Thời gian thực hiện của món đầu tiên sẽ là 30 phút. Và trong 30 phút đó, các cô gái ở trong phòng có thể mở màn được đúng một lần. Nếu cái đội đó là đội chiến thắng thì có quyền trợ giúp 2 phút. Còn đội thua thì chỉ có 1 phút mà thôi. Và bây giờ, thời gian bắt đầu. Anh thấy sô cô la không? Có. Đây. Ờ vậy. Bây giờ em bảo anh lấy một cái nồi ra. Rồi. Thấy chưa? Đấy. Không, anh cho nước vào đấy. Rồi bỏ cái tô vô cái nồi nước chưa? Rồi cái tô nồi nước. Rồi để cái tô không vô xong bỏ sô cô la vô. Bỏ hết vô xong rồi đun lên cho nó sôi lên cho nó chảy sô cô la lên. Rồi, nhưng mà sao cái bát này nó cứ nổi như kiểu thuyền đấy em? Thế á? Thế thì cho ít nước thôi. Ôi trời ơi, đổ nước vào đây rồi. Chưa rồi kìa. Trời cho ơi, ít nước anh Đạt làm cho nó nước nó vô trong sô-cô-la rồi. Thì giờ ông cắt ra đó. Trời ơi. Đó là đang rửa sô-cô-la. Rửa sô-cô-la đó. Giống như là rửa trước anh ơi. Rửa trước à? Sô-cô-la cũng cần phải rửa sạch. Anh đang làm gì rồi? Anh đang đun sô-cô-la. Ừ, thế cho ít nước thôi, đừng để nó chảy ra ngoài. Đúng chưa? Đúng rồi. Rồi lấy một cái nồi khác nữa. Nồi khác nữa. À, bỏ cho em vô đó một ít muối, một ít bơ, một ít whipping cream. Em biết whipping cream không? Biết. Rồi đổ cái đó vô, xong cho một xíu muối thôi. Cái whipping cream bỏ nhiều? Nhiều cũng được, anh bỏ thấy vừa vừa là được. Rồi xong anh cho một xíu muối thôi nha, chứ để mặn nha, một xíu thôi. Đeo bao tay vô. Cái này không cần đeo bao tay, dơ lắm. Rồi nè, mình rắc cái kiểu này nè. Như những đóa hoa nở trong vườn xuân thắm tươi. Clarit ơi, Clarit, Khoa ơi, đọc tên người ta mà sai như vậy thì người ta làm sao nghe? Clarit, trời ơi, chuyên nghiệp chưa kìa. Đẩy cái nắp sô cô la, đẩy cái nắp lôi bên đó đấy cho nó tan ra chứ. Rồi, có nửa tiếng thôi. Tiếp. Đấy, xong anh lấy một cái nồi khác, anh lấy cái kem whipping cream ấy. Whipping cream, rồi. Anh nhìn thấy chưa? Ok. Cho whipping cream vào. Ok. Hết nhá. Xong rồi cho bơ, anh có thấy cái bơ không? Có. Cho cả bơ vào này. Đạt, đậy nắp vào. Đậy nắp vào. Whipping có nhiều không? Whipping thì bình thường, cho hết bơ cho vào. Cho hết đây. Bơ vào. Sao anh khuấy nhá, anh khuấy khi nào anh thấy nó hơi sôi nhẹ thì anh bắt được ra. Đúng không? Anh khuấy chưa? Rồi, đang khuấy đây. Rồi. Cái sô-cô-la đen nó chảy chưa anh? Sô-cô-la đen gần chảy. Rồi anh lấy muỗng hay lấy đũa gì đó? Muỗng. Anh quẩy đầu lên cho nó chạy chảy ra. Ừ. Chạy chưa? Rồi, nó hơi chảy rồi nè. Chúng ta thấy rằng hai cái tô sô-cô-la của hai bạn cũng đã bắt đầu tan chảy ra. Vâng, nhưng mà anh có thấy không? Bên Đạt đó là đã có cái nước vô cho nên cái nước màu nó khác. Còn bên Chris á, cái màu nó mịn hơn, nó đẹp hơn. Rồi, tan luôn rồi đó. Tan luôn rồi, anh tắt bếp đi, tắt bếp. Rồi, lấy cái whipping cream mình vừa mới đun á, đổ vào cái sô-cô-la đen. Rồi, ok. Trộn đều lên. Từ nha em. Cái nồi nóng lắm. Đang khá là lo lắng nhưng mà nhìn Chris thì cái thao tác cũng cảm giác như là biết làm bếp đấy. Chứ cũng nãy giờ cũng chưa thấy đổ vỡ cái gì thì yên tâm rồi. Trong khi em nói đồ em chắc cũng sắp khét rồi kìa. Khét rồi đó. Ôi trời em ơi, canh cẩn thận đó Chris ơi, cái đấy cẩn thận nó khét đấy. Có cái môi nào múng không? Cái môi là cái miệng á hả? Cái vả, anh chọn chưa? Rồi anh đang chọn. Rồi anh chọn đều lên, Rồi. Rồi xong bỏ vô tủ lạnh. Rồi. Rồi chưa? Bây giờ như nào rồi? Rồi, chảy hết rồi. Thế rồi bắt đầu ba. Rồi, ok, rồi. Ôi, cẩn thận. Không sao. Tiếp đi. Anh cho cái whipping lúc nãy anh vừa đun ấy. Rồi, đổ vào. Anh đổ vào. Đổ hết vào. Rồi, ở ngoài đây có cái chảo nào không anh? Có. Đúng rồi, lấy cái chảo rang hạnh nhân cho nó ngã vàng thôi là được. Màu canh gián mà lạc hơn canh gián xíu á. Thức ăn mà đem con gián vô gì? Cho nó dễ hình dung. Chưa được chưa? Rồi. Corit. Chưa được chưa? Corit. Nãy cho bột quế rồi bột hồi vào trong cái kia chưa? Chưa. Phải cho vào cho đều mới bỏ tủ lạnh. À phải cho bột quế vô cái sô-cô-la anh Khoa nhắc mà. Hả? Phải cho bột quế bột hồi. À đúng rồi. Anh lấy cái đó lại đi anh. Bột quế bột hồi. Bột cumin gì đấy? Pin gì đấy? Một lượng vừa đủ thôi. Cho xíu thôi. Xong rồi anh nếm thử coi nó vừa chưa nha. Ừ. Khi nào mà anh nếm nó đúng như cái vị hồi nãy á thì anh ngưng. Dạ. Nếm thử coi. Trời ơi, chang luôn. Hay quá em ơi. Mà sao cái tô bên đây nó lỏng quá à? Dạ,
Nè, cái tô bên đây nó sánh bạc hơn nè, thấy không? Bây giờ anh cho bột quế này, bột hồi, nhưng mà đừng cho hết nhá. Ok, ok. Anh cho một ít thôi. Với cả bột cumin nó có 3 cái bột ở đấy. Có vẻ hơi nhiều rồi. Nhiều vậy em ơi. Okay, cho ít thôi. Anh bỏ ra rồi. Cho được cái gì rồi? Rồi rồi, cho cả 3 xong rồi. Ờ, xong rồi anh khuấy lên. Trộn chưa, trộn chưa? Rồi, trộn rồi, trộn rồi. Ờ, đấy, thế sao anh trộn lên đi, anh trộn đi cho nó đều đi. Rồi, trộn rồi. Anh lấy một ít tay anh chấm, anh nếm xem nó đã đủ vị chưa? Nó đã thơm chưa? Thơm rồi, thơm rồi, thơm rồi. Thơm rồi thì anh cho cái hỗn hợp đấy vào trong tủ đá nhá. Tủ đá. Anh coi coi cái gì, cái muỗng hay là cái gì anh nghiền hạt nhân ra cho em cũng được. Ờ, lấy cái chén. Rồi. Cái dừa anh. Ừ. Cái dừa anh coi anh đang hơi vàng vàng cho em. Ừ. Đạt ơi. Đang nóng chưa? Làm hạt nhân, đập nguyên hạt nhân ra xong rồi rang nó lên. Đập cùng với cái này hả? Không, không, anh chỉ rang mỗi cút dừa thôi. Ok, ok. Nơi mình đã xuống được không anh? Bên mình xuống em, được chưa? Em được xuống trong vòng 1 phút. Anh Tú vào bếp. Thế còn cái hạt nhân làm gì? Cái hạt nhân bây giờ anh dã cái hạt nhân ra. Dã hạt nhân ra à? Ừ, nhưng mà anh dã cẩn thận không có cháy. Ok, ok. Không phải. Cái này bỏ đi, cái này bỏ đi, để ngay cho. Rồi, hạt nhân giả ra đúng không? Đúng rồi, hạt nhân giả nhuyễn ra cho em nha. Giả ra. Ôi trời ơi, cái cối cái chày em ơi. Xuống em được xuống không? Được em. Dạ thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi thấy rằng cái chảo dừa của bên Grispan đã bị khét. Trời ơi. Rồi tắt bếp dừa nha, đổ dừa ra, đừng có để trong bếp nữa. Rồi. Để trên chảo nó nóng nó đen á. Mình mở ra mình test thử coi cứng chưa? Coi thử nếu mà nó vừa đủ cứng thì mình nặng viên á thì mình lấy ra, còn chưa đủ á thì mình từ lấy. Ok rồi. Anh Tú xuống rồi, mở ra em đi em ơi. Mở ra hả? Nhìn. Đây em đang nhìn. Ôi sao đây? Không sao, nước là bắn vào mặt anh. Nghe đúng sao không? Rồi, sao rồi? Đây, xuống là anh cho một tủ lạnh rồi, còn cái này nghe sao? Ừ đấy, anh cứ rang đi cho nó vàng lên. Vàng này mãi to nhất chưa? Rồi. Đạt không cần này đâu. Bỏ cái nào ra đi. Rang chín cái này lên, bỏ nó ra cái đó. Cái này là bước cuối cùng khi mà xong chocolate lên em mấy đâu vô. Anh cứ rang nhỏ hơi vàng vàng một tí. Hơi vàng hả? Ừ. Thôi em ơi, anh nghĩ là không cần vàng lắm đâu, tại vì cái này nó thấy nó sắp cháy rồi. Thế á? Ừ thế thôi, bỏ ra. Tiếp theo sao? Ok, bây giờ anh xem cho hạnh nhân vào. Cho hạnh nhân rang vào, rồi, cho hạnh nhân vào, rang lại như thế. Okay. Lại rang như thế tiếp. Okay. Anh còn sô cô la không? Còn. Còn đúng không? Anh đun chảy cái đó cho em nữa. Rồi. Bây giờ chờ sô cô la thôi, chờ sô cô la cứng đó rồi đem ra. Nó chưa dẻo nên khoảng. Trời ơi, nó chưa dẻo luôn hả? Mà anh giả nát cái chày luôn nè. Nát cái chày luôn nè. Rồi, Khoa ơi, đừng có nát Khoa ơi. Khoa hết giờ rồi em ơi. Khoa ơi, về phòng Khoa ơi. Rồi. Tiếp đi. Trời ơi. Xuống ra cho cái xong à. Bây giờ mình chờ nó cứng ra rồi, bắt đầu mình ra mình nặng viên rồi mình lăn lên bột là xong. Đó rồi, nó không cứng. Tính ra cậu với tớ, cậu xuống 2 phút, tớ xuống 1 phút mà công việc anh em mình như nhau đó cậu. Tớ giá nó biến hơn. Ok, cái này xong rồi. Thì xong hạnh nhân được chưa? Hạnh nhân được rồi, anh cho ra. Anh cho ra riêng nhá, đừng okay. Cho vào cùng với cả ấy nhá. Ok, riêng rồi. Ờ, thử xem trong tủ lạnh được chưa? Được chưa? Chưa đông lắm em ơi. Thế vẫn phải để một lúc nữa đi. Rồi, chắc ăn ra đây xuống tường rồi nè. Nào, chocolate tới đâu rồi? Dạ, chưa có đông nữa chị. Chưa đông hả? Dạ. Nhưng mà em đã chuẩn bị xong hết rồi phải dạ, không? Dạ, em chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mình chỉ còn bỏ sô cô la cho nó xong. Ngay bây giờ thì tất cả quý vị đã tới với trận đấu giữa đội tuyển DN và đội tuyển HR. Hiện tại thì bên đội của DN là sô cô la hơi bị nát. Và cảm giác mà cái sô cô la nó để tạo hình được thì phải để trong tủ lạnh khoảng 3 tháng. Sô cô la. Tại vì cái sô cô la này hiện nay nó lỏng như thế này thì nó không thể nào nó đông và mình vo viên được. Em bây giờ thử coi sao. Thử mình cột cái bột vào nè. Thử giờ bỏ vào tủ lạnh coi sao. Còn cái này hiện nay anh thấy nó lỏng quá. Ok không? Gần như nặng được một cục. Có thể nặng rồi hả anh? Có thể nặng được một cục đầu tiên. Cố lên nha anh em. Bỏ vô. Cố lên. Cream anh bỏ vào một xíu bơ. Xíu bơ thôi thì ít thôi nha, một xíu thôi để thì nữa mình phụ á. Nè, nó bị vậy nè, nó chưa có đông. Nó chưa có đông gì hết vậy? Eo vậy sao? Tạm. Rồi, vậy bây giờ anh, vậy nếu như vậy thì mình dễ rồi. Mình bỏ hạnh nhân lên, lăn lên hạnh nhân. Hạnh nhân đâu? Hạnh nhân giả rồi đâu? Anh Khoa này bảo đâu rồi? Trên cái bàn đây, lên cái bàn đây. Đâu? Xong á, mất tiêu cái hạnh nhân giả rồi. Giả rồi đâu trời? À, đúng rồi. Rồi, lăn lên. Nó còn đang ướt rồi, lăn lên. Rồi. Đã lăn. Lăn đều nha. Rồi anh tiếp theo anh lăn cho em hai cục hạnh nhân nha. Ừ. Cứ nhào cho nó mạnh vào cho nó dẻo. Chris ơi. Dạ.
cứ nhào cho nó mạnh rồi cho nó thiếu cắn nó dẻo. Dạ dạ. Thôi cho nó nặng luôn nhá, xong lại cho vào tủ lạnh thế mà. Không, nếu mà nó đã cứng đủ nặng chưa? Anh không biết nữa. Anh thử lấy ra một ít xem nào. Đủ rồi em ơi. Đấy đấy, thế nặng đi. Nhờ nặng bác. Đẹp và nhá, tròn và nhá. Hình như nó chảy nhau ra rồi. Thôi cho tủ lạnh lại đi. Cho lại tủ lạnh nhá, nhưng mà tay anh. Được chưa? Rồi, đẹp. Rồi, hai quả nhân rồi đúng không? Rồi xong anh Lăng vô gì đó, cacao, bột cacao, anh thấy có bột cacao không? Thấy, mình cũng được. Kiến thư cái gì, bây giờ thời gian còn lại đúng 30 giây mà thôi, hai đứa sẽ đi xuống ngay. Nhanh lên ơi, cố lên ơi, sắp hết thời gian rồi, cố lên. Còn 30 giây tôi lăn một cục mình cho vào cacao đây. Cố lên. 30 giây nữa. Cái kia nó không đông. Bên nào? 30 giây đạt ơi. Bên như nào rồi? Thôi kệ, nằm lại đâu. Rồi cái nãy trang trí sao em nhớ không? Trang trí hả? Anh đặt hai cây lá xen kẽ vô sô cô la á, giống như là cái bông hoa hai cây lá chỉ lên á. Nó có ấm không ấy? Đặt. Ơi từ, anh đang nặng. 3 2 1 hết giờ. Hết giờ. Rồi xong, cũng vừa xong được 3 viên. Mời hai đội trưởng xuống bếp. Khi chàng vào bếp. Các em thân mến, sô cô la đó, đây sô cô la bự chà bá. Hai em là đội trưởng, cho nên là các em sẽ được ăn sô cô la nhưng mà bị bịt mắt và các em sẽ không biết rằng mình ăn cái món của bên nào trước. Đúng rồi. Cảm nhận một cách công tâm nhất. Hát ra nè. A. Ăn đi đừng có ngại miệng em. Wow. Sao vậy? Anh Tú sao vậy? Tụi em á. Tụi tao biết. Tụi em á. Không chắc nha, không chắc nha. Cho nên là cứ cảm nhận một cách công tâm nhất. Ngon dở thế nào. Đó là cái món đầu tiên. Bây giờ mình sang cái món thứ hai nè. Món thứ hai. Thế nào Khoa? Nó chua chua anh ạ. Thế nào anh Tú? Chua chua và hơi mặn mặn. Nó làm bị ngọt quá. Bị ngọt à? Nó làm giống kiểu bị dễ bị tiểu đường lắm. Rồi bỏ mắt ra nè. Rồi bỏ được. Bây giờ mình sẽ nói một cách công tâm nhất thôi. Tú cảm nhận cái món đầu tiên và cái món thứ hai ra sao? Thế thì cái món đầu tiên thì nó cho bị nhiều sô cô la quá. Còn cái thứ hai thì nó đỡ hơn cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai thì nó lại không có cái vị ngọt, vị chua, nó lại không hòa quyện mà lại bị ngọt hơn. Ngọt hơn nhiều bây giờ. Còn Khoa thấy sao? Đầu tiên thì em thấy nó, em cứ nghĩ là đội em. Tại vì em nghĩ đội em nó dẻo, thì cắn thấy dẻo thì em ăn nó cũng khen trước rồi cảm nhận sau. Nhưng mà ăn món sau thì cũng thấy nó dẻo dẻo. Cho nên là hai bên cùng dẻo, bây giờ không biết bên nào. Nhưng mà đúng như Tú nói, cái bị đằng sau thì nó bị chua quá. Nó bị nó bị chua hơn là cái khi mà cảm nhận và mình cắn vào cái nào nó cái cảm giác chua là thấy đầu tiên. Bây giờ vậy thì cho Harry hỏi là anh Tú đưa cái món đầu tiên sẽ cho bao nhiêu điểm trên 10? Món đầu tiên món đầu em đúng không ta? 10/10. 10/10 luôn. Cái gì ghê thế? Còn món thứ hai. Món thứ hai cỡ 2/10 rồi chị ơi. Cái công tâm mà nói đi, cái lương tâm của em đâu, cái lòng tự trọng của em đâu, liêm sĩ của em đâu. Trời ơi. 9/10 chị. 9/10, ok. À, hết trai vậy. Còn Khoa làm sao? Món 1 nhiêu điểm? Nên là món 1 là 10/10 ạ. Món 2 là 9/10 ạ. 9/10. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã rất công tâm và nhờ em, đội nhà anh Tú đã chiến thắng. Cái món đầu tiên mà chúng ta ăn là của bên anh Tú. Nhưng mà anh ơi, mình chưa chắc, anh đầu bếp chưa chấm điểm. Em chấm lại. Anh mời cả hai gia đình đến đây với anh. Mời hai xin nhà mời hai gia đình qua đây. Vừa rồi là hai đội trưởng chấm điểm, chênh lệch cũng không có nhiều lắm, xê xích nhau một điểm thôi, 9/10. Mà thôi giờ để cho công tâm á, nhờ đầu bếp chúng ta nếm món này trước dạ. đi nha. Rồi mời Toàn. Thực sự là em rất là đắn đo về vị giác của Khoa ấy. Không biết tại sao là này nó ngọt rồi Khoa tham gia nó ngọt vì nó không hề có chút vị chua nào cả. Nó ngọt thấy quá. Chưa? Khoa sáng nay em đến trường quay rồi em xúc miệng bằng giấm không Khoa? Không, em đánh răng bình thường mà. Sao miệng em chua vậy? Ta? Tiếp theo mời giám khảo thử qua món của đội anh Tú. Im lặng.
đầu bếp thử im lặng. Vậy thì nhận xét của giám khảo về hai món ăn này thế nào? Nếu mà nói về sản phẩm sau cùng thôi, không nói về quá trình làm á, thì cái sản phẩm của Đạt mình ăn mình có cảm giác dễ chịu hơn. Bởi vì bên đội xanh của Chris á, thì cái bột thì lạ cho hơi bị nhiều hơn so với những cái vị khác, nên khi ăn cái vị của cái bột thì lạ rất là nồng. Mà cái mà Tàng nói là cái gia vị khi sử dụng quá nhiều á, làm cho mình cái cảm giác nó bị phản lại. Vậy thì điểm số mà giám khảo sĩ Toàn dành cho hai món ăn này như thế nào? Toàn sẽ cho hai món ăn này bằng điểm nhau. Thì Toàn nghĩ là hai món này mình dừng lại ở mức 8/10. 8/10, rồi. Bởi vì khuyến khích này đợi. Rồi, cảm ơn. Thật ra là cái món nào nó cũng có cái lỗi của nó cả. Như vậy là đội vàng Tuấn Đạt và Thu Kiều tổng cộng là 28 điểm. Còn đội xanh, Chris Phan và Quỳnh Anh sẽ có 26 điểm. Chênh lệch nhau 2 điểm thì mong sao chúng ta có thể gỡ lại ở món ăn thứ 2. Khi chàng vào bếp.